trường hợp nào nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Bạn có biết rằng giao đất có thu tiền sử dụng đất là một trong những cách mà nhà nước chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân? Tuy nhiên, theo quy định mới nhất, chúng ta cần hiểu rõ các trường hợp mà nhà nước sẽ áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và cách xác định tiền sử dụng đất. Cụ thể như thế nào, các bạn cùng tìm hiểu ngay trong video này nhé! Theo Điều 55 Luật Đất đai 2013, nhà nước sẽ thu tiền sử dụng đất đối với các đối tượng sau đây: hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở, tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. Vậy tiền sử dụng đất được tính như thế nào? 1. Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, tiền sử dụng đất phải nộp bằng số tiền trúng đấu giá. 2. Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, tiền sử dụng đất phải nộp bằng giá đất nhân cho diện tích đất trừ cho tiền sử dụng đất được giảm theo quy định nếu có, trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nếu có. Thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng được thực hiện như sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện hoặc nộp trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất. Bước 3. Tiếp nhận và giải quyết. Bước 4. Trả kết quả. Sau khi có quyết định giao đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất.